vào năm 2024. Ta không chỉ đơn thuần là đặt chân lên không gian. Điều mà chúng ta thực sự làm đó là chạm tay vào chương mới của lịch sử nhân loại. Sashimi. Hả? Tên bạn là gì? À, bạn là người Hàn nào ấy. Tôi tên Hùng, bạn tên gì? Maika. Thật là một cái tên siêu đẹp. Đẹp quá. Con gặp bạn gái hả? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Xinh không? Gặp được không? Anh nhìn cái gì vậy? Bạn ngoài hành tinh của Hùng hả? Mày đứng đó làm gì đó? Chả sao bắt trước con bé cho tao. Chúng ta đang gặp nguy hiểm. Chúng ta cứu. Dạ không biết Maika đang đâu không? Biết. Dù con nít xin chút lại cái xấu được. Toàn là sống sót. Làm gì dữ hả? À? Cái gì? Let go. Để lên mau. Mặt chưa? Cứ cúi. Bạch cây.